Rất đủ đủ nhưng mà... Đầu đen hay sao? Đầu trâu. Chỗ này chắc đau này. Không phải chỗ này em thấy bình thường. Chỗ má này mới đau nè. À dưới á. Đấy, rồi ok. Đây bình thường thôi, chứ còn ở dưới má này đau. Mưa rồi hả em? Dạ, mưa rồi chị. Tại điện chị kêu đếm khoảng mưa. Anh ở trong chúng mưa. À, em đó hả? Thằng câu này luôn đấy. Hồi nãy tao nói 3 tiếng thôi. Nhưng mà rửa đây là chị qua chị làm đây. Rửa xong là chị qua xong đi, chị qua chị làm xong quay tiếp. Thả lỏng cơ. Đau má lì thiệt. Chưa ra gần ra hết. Em ít mà có mấy cục mới.
Cái này cái tôi chín luôn. Phá kỷ lục thử lên này. Phá não biết đủ mụn để phá không? Nhiều người mụn nhiều nhưng mà họ chịu không nổi. Em đủ mụn. Chắc đủ. Nếu chịu mót sạch. Mm-hmm.